Đàn chị, em có thể theo đuổi chị không? Đàn chị, em thích chị từ rất lâu rồi. Tên cậu ấy là Lục Cảnh, tuy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng cậu ấy lại rất ấm áp. Tôi thích những lúc cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tình yêu. Tôi rất thích hơi thở mạnh mẽ của cậu ấy. Cậu ấy cứ ngốc nghếch bước vào cuộc sống của tôi, muốn đem tất cả những điều tốt đẹp, ngọt ngào đến cho tôi. Trong tuần này, nếu như hai chúng ta ai mà không chịu được, lén lúc đi gặp người kia thì coi như thua. Vậy có được gọi điện thoại không? Không được. Nhắn cũng không được. Sao? Lúc nhớ anh thì đừng có cố mà ra vẻ, nhận thua trước cũng không sao đâu. Vì em nhớ anh rồi. Nhưng mà anh muốn gặp em rồi. Yêu anh quá đi mất. Anh cũng yêu em. Tình yêu vốn dĩ vừa đơn giản vừa đẹp đẽ. Nếu nó đã đến rồi thì cứ tận hưởng nó đi có được không? iQIYI, strange name, amazing shows. iQIYI.